Vâng, thưa xin lời kính chào các anh chị em. Live stream ngày hôm nay mở đầu xin mời các anh chị em cùng hướng lòng về vùng đất đang gây sóng gió tại Sài Gòn, đó là vùng đất Hưng Lộc. Và chúng ta cùng với Linh Mục Lê Quang Huy và các anh chị em, và chúng ta cùng hát như một lời cầu nguyện cùng với Linh Mục Lê Quang Huy và các anh chị em tại Sài Gòn. Xin mời các anh chị em. Và còn đang phải chịu những nỗi đau, đang có những tiếng kêu oan thở than. Tiếng kêu oan thở than, lạy Chúa xin nghe lòng Chúa xót thương, ban bình an cho chúng con. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta một lần nữa cùng với Linh Mục Lê Quang Huy được hát mở đầu, rồi đến bạn Loan, rồi đến bạn Bình, rồi anh em chúng tôi sẽ hát chung một lần. Bài hát của tôi thì ai cũng hay nói đến các anh chị là nó loại dễ, bình dân học vụ, ai cũng có thể hát và nhớ được. Tôi cũng cố ý sáng tác như vậy để bài hát được mọi người có thể hát, để cộng đoàn có thể hát, trên toàn thế giới để chúng ta cầu nguyện cho không chỉ những đồng bào ở Lộc Hưng, mà những anh chị em ở Thủ Thiêm, những anh chị em ở Đồng Tâm, những thầy và cha ở Thiên An, Huế và biết bao nhiêu nơi khác nữa đã từng và còn đang phải chịu những nỗi đau, đang có những tiếng kêu oan thở than. Lời hát hôm nay Việt Nam là tiếng kêu oan thở than. Lạy Chúa xin nghe lòng Chúa xót thương, ban bình an cho chúng con. Tiếng kêu oan thở than, lạy Chúa xin nghe lòng Chúa xót thương, ban bình an cho chúng con. Lời hát hôm nay Việt Nam là tiếng kêu oan thở than, lạy Chúa xin nghe lòng Chúa xót thương, ban bình an cho chúng. Vâng, thưa các anh chị em, xin phép quay lại màn hình. Vâng, thưa các anh chị em, chúng ta vừa cùng nhau
Chia sẻ với Linh Mục Lê Quang Uy một đoạn khúc rất mới của Linh Mục Lê Quang Uy. Hy vọng các anh chị em chúng ta, đặc biệt các anh chị em công giáo, chúng ta sẽ dùng những lời cầu nguyện này, lời cầu nguyện bình an này, để những khi chúng ta có cơ hội gặp nhau, chúng ta sẽ hát tiếng hát này, đặc biệt trong các thánh lễ. Vâng, thưa các anh chị em, ngày hôm nay nó có một số những tiêu đề muốn chia sẻ với các anh chị em. Thứ nhất là những câu chuyện nó liên quan đến sức mạnh quân sự của nước Nga tại Syria. Và thứ hai là cũng đến nước Nga, thái độ của nước Nga đối với quyết định của Anh Quốc khi mà thế lực quân sự của Anh Quốc quyết định xây hai cái căn cứ quân sự, thiết lập hai cái căn cứ quân sự tại Biển Đông. Điều thứ hai xin trình bày cùng với nhau đó là vấn đề của cái kỹ thuật G5. Tôi nghĩ rằng rất nhiều những anh chị em của chúng ta trong thời gian vừa qua, chúng ta nghe nói rất nhiều về cái chuyện G5. Nhưng cái chuyện G5 đó, cái mạng truyền thông G5, G5 đó, nó ảnh hưởng như thế nào? Nó có những cái tác động quân sự ra sao? Nó ảnh hưởng đến những tác động quân sự ra sao? Và vấn đề bảo mật của quốc tế nó như thế nào? Và nó liên quan đến cái luật an ninh mạng của Việt Nam ra sao? Cuối cùng sẽ là cùng với các anh chị em chúng ta nhìn về các câu chuyện liên quan đến sự kiện đang xảy ra tại Sài Gòn, đó là vườn rau Lộc Hưng, những dư luận và những điều mà chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải nhận định. Vâng, thưa các anh chị em, cái chuyện đầu tiên tôi xin muốn gợi đến đó là một số những động thái quân sự của Nga trong cái thời gian vừa qua, đó là họ có một số những cái sự tỏ bày sự bất đồng ý đối với những quyết định của nước Anh khi nước Anh quyết định xây dựng những căn cứ quân sự mới tại Biển Đông, đó là một hòn đảo tại Singapore và một hòn đảo nữa cũng trong vùng Đông Nam Á. Thì điều đó cho chúng ta thấy rằng cái thế lực của người Nga, cái ước muốn của người Nga, cái sự ảnh hưởng của người Nga đó, họ chưa bao giờ họ buông bỏ ở Việt Nam cả, tức là họ coi người Trung Quốc là đồng minh của họ. Cho nên những cái lời tuyên bố của họ là nếu như là quyền lợi đồng minh của họ bị xâm phạm thì họ sẽ đưa đến những cái phản ứng gay gắt. Tuy nhiên chúng ta cũng cần nhìn rằng ngày hôm nay cái năng lực, sức lực của người Nga nó như thế nào để mà người Nga có vẻ cứng giọng để nói rằng nếu mà động đến đồng minh của chúng tôi, nghĩa là Trung Quốc, thì chúng tôi sẽ phản ứng mạnh. Từ cái câu hỏi rằng sức mạnh của người Nga nó như thế nào, sức mạnh quân sự của người Nga hôm nay nó ra sao, thì chúng ta cũng nhìn đến cái sự kiện mà Do Thái mới tấn công ngày hôm qua, ngày hôm kia là có những cái phi đội, có những cái phi vụ của F-16 tấn công vào Damascus của Syria. Và tất cả những cái dàn, gọi là những cái dàn phòng ngự, dàn pháo binh và hỏa tiễn phòng không của Nga đặt tại Syria đều đã bất động, tức là không có phản ứng kịp. Kể cả những cái dàn gọi là tối tân nhất mà Việt Nam đâu đó cũng gọi là thằng Việt Nam bằng tàu là rất là ngạo mạn ỷ y với những cái dàn hỏa tiễn đó, tức là S-300.
Thì rõ ràng là cái cuộc tấn công của không quân Do Thái đánh vào Syria Damascus trong 2 ngày vừa qua thì rõ ràng là cái khả năng năng lực quân sự của Nga là đã trở thành trò hề. Tôi nghĩ rằng đây là một cái tín hiệu mà tình báo Mỹ họ đã biết rất rõ. Chính vì thế đó họ mới phối hợp với quân sự của Do Thái, không quân của Do Thái để tấn công vào Syria như là một đòn giằn mặt, đồng thời cũng như là một cái cách để cho những người gọi là đồng minh của Nga thấy rằng sức mạnh quân sự của người Nga, đặc biệt là những dàn hỏa tiễn S-300, nó chỉ là những cái chuyện câu view thôi, nó là những cái chuyện nói tào lao vậy thôi, nói xạo, ba xạo. Thì nó cũng liên quan, như hồi nãy tôi trình bày, nó liên quan đến Đông Nam Á. Cho nên những cái quyết định tưởng rằng là đơn thân của Do Thái đánh vào Syria, nó là quyết định nhiều người cho rằng và đang nghĩ rằng nó là đơn phương của Do Thái. Đối với cái nhìn của tôi thì nó là không, bởi vì nó ảnh hưởng, nó liên quan trực tiếp đến một cái cách thể hiện của sức mạnh quân sự của Hoa Kỳ trong cái giai đoạn quyết liệt ngày hôm nay, cái giai đoạn mà những người lãnh đạo của Hoa Kỳ đều đã tỏ một cái thái độ rất là cương quyết về cái ý đồ chiến lược là bẻ gãy cái càng của cái con cua có tên là con cua xã hội chủ nghĩa trên toàn thế giới. Chúng ta cũng đừng quên là những thông tin mới nhất liên quan đến Venezuela, Tổng thống Mỹ đã rất là bất thường những giờ vừa qua đã tuyên bố ủng hộ một cái chính phủ mới. Cái chuyện này đó là theo cái ngôn ngữ ngoại giao, theo cái ngôn ngữ của những người cộng sản ấy, thì họ nói là họ sẽ nói rằng này là xâm phạm vào, tức là can thiệp vào vấn đề nội bộ của Venezuela. Điều đó cho chúng ta thấy rằng những cái thời của ông Obama hoặc là thời của Bill Clinton là rất hay bị vướng vào cái chữ là can thiệp vào nội bộ quốc gia khác. Thì ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đâu đó là cái thái độ phá rào của ông Tổng thống Donald Trump, một người Tổng thống, tôi nghĩ rằng là một người Tổng thống sau này sẽ rất nhiều người gọi đây là một người Tổng thống phá rào, tại vì ông ta không có một cái rào cản nào cả. Ông ta là người phá hết các cái rào cản từ trước đến nay của nhiều phía. Vâng, thì từ cái chuyện của Nga như vậy, chúng ta đi đến cái chuyện G5. Trước khi chúng ta đi vào cái chuyện của chúng ta ở Việt Nam cũng chào, của chúng ta là vườn rau Lộc Hưng. Tôi xin phép quay lại màn hình. Vâng, thưa các anh chị em, trên màn hình đó là một, tôi chụp lại một cái hình gọi là mô phỏng để cho chúng ta đâu đó dễ nhận diện hơn về những cái kỹ thuật của 5G, 5G đó, để cho chúng ta đâu đó có một cái khái niệm là giữa cái 4G Việt Nam hay gọi là 4G đó, 4G, 3G và 5G đó, nó khác nhau ra sao. Vâng, thưa các anh chị em, cái sự khác nó quan trọng ở cái chuyện là 3G và 4G đó là cái cấu hình phát sóng đó, nó là Wi-Fi, nó là Wi-Fi gắn bó với địa hình, tức là ở mặt đất. Trong khi đó 5G đó là nó là một cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật bán vệ tinh, tức là nó gần như là vệ tinh. Canada và Mỹ đã có một cái quyết định và có những sự đầu tư về truyền thông vệ tinh, nhưng so ra là bị chậm
với một cái gọi tôi gọi là cái sự đổ bộ cái mạng 5G của Trung Quốc. Và cho tới ngày hôm nay đó là cái kỹ nghệ, cái kỹ thuật 5G đó là thằng Trung Quốc nó đứng đầu. Sau thằng Trung Quốc là Ericsson của Thụy Điển. Nhưng Ericsson của Thụy Điển nó là tư nhân, nó là một cái công ty tư nhân. Nó khác hẳn với thằng Trung Quốc. Trung Quốc nó là một cái công ty công nghiệp quốc gia. Và một cái công ty công nghiệp quốc gia, công nghệ quốc gia đó, nó một cái quốc gia có hàng 1.400 triệu dân thì nó khác rất xa, cái sức mạnh nó khác rất xa. Dân nó có thể đói đó, nhưng cái thằng chính quyền, đặc biệt là những cái công ty quốc phòng, nó sẽ cực kỳ là lớn. Thì cái sức mạnh của Ericsson là không thể nào đương cự nổi. Vì thế mà 5G của Ericsson, của Thụy Điển cho tới giờ này là còn yếu ớt so với cái sự bành trướng của G5. Thì cái kỹ thuật gọi là bán vệ tinh, tức là những cái trạm phát tín, thu tín, phát tín hiệu đó, nó không phải là nó dựng ở dưới đất, nó mà là nó treo lơ lửng trên bầu trời, tức là với một cái khoảng cách khoảng từ 16.000, 17.000 km, tức là khoảng đó trên cao. tức là trong một cái khoảng cách là 17 đến 20.000 cây số vuông thì nó sẽ có một cái trạm lơ lửng như thế. Trạm lơ lửng trên cao như thế thì tất cả những cái sự liên lạc bằng những cái phương tiện cổ điển, điện thoại hoặc là 3G, 4G đó sẽ đều bị kiểm soát. Tức là cái thằng nào trên cao là nó sẽ kiểm soát hơn hết. Cho nên vì thế mà những cái quốc gia của Tây Phương đó, và đặc biệt là Mỹ đã đưa ra những cái quyết định rất là cứng rắn đối với cái công nghệ G5 của tàu của Trung Quốc. Bởi vì nếu quốc gia nào dùng cái hạ tầng cơ sở và những cái phương tiện thiết bị của Trung Quốc, chắc chắn 100% sẽ bị theo dõi, sẽ bị nắm hết toàn bộ những thông tin quốc phòng cũng như là thông tin dân sự, thông tin của từng người dân. Vì thế mà chúng ta thấy cái sự kiện là Canada đã bắt cái tổng giám đốc, có những cái người mà trách nhiệm về tài chính lớn nhất của cái công ty Huawei. Và mới đây là ở Âu Châu, là Ba Lan đã bắt cái người giám đốc điều hành của cái chương trình của Huawei tại Âu Châu, kể cả Tây Âu và Đông Âu. Tất cả những cái động thái đó cho chúng ta nhìn thấy rằng thế giới vì sự an toàn của họ, họ đã buộc lòng là dồn nhau lại để mà tấn công, để mà gọi là đánh đấy cái sức mạnh công nghệ của G5 của Trung Quốc. Trong khi đó cái luật an ninh mạng của Việt Nam của chúng ta đấy thì chúng ta lại khác hẳn. Cái an ninh mạng của Việt Nam, là nhất là những cái lời tuyên bố mới đây đó là của ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Thủ tướng đó, thì đưa ra cho chúng ta rất nhiều những sự ngỡ ngàng. Đó là khi mà thế giới đều tẩy chay cái hạ tầng cơ sở cũng như là cái công nghệ, tất cả những cái công nghệ của Huawei của Trung Quốc đó, thì Việt Nam lại ân cần mời vào Việt Nam, và tất cả những cái hạ tầng cơ sở của Việt Nam đều trang bị, tức là những cái hạ tầng cơ sở của những cái
những cái chương trình thông tin, những cái cơ sở thông tin của Việt Nam đều đã ký kết với Trung Quốc. Thì điều này cho chúng ta nhìn ra cái bản chất của cái gọi là cái luật an ninh mạng của Việt Nam. Chúng ta nhìn thấy rất rõ rằng là họ không hề nghĩ đến cái chuyện an toàn cho quốc gia hoặc an toàn cho từng bản thân, mà là họ đã trao cái sinh mệnh gọi là bí mật của quốc gia cho Trung Quốc một cách hết sức rõ ràng qua cái chuyện đem cái công nghệ của Huawei vào Việt Nam. Vì thế ba cái chữ an ninh mạng đó, nó thật là thô bỉ, nó là một cái sự tráo trở, và cái sự tráo trở đó chúng nó tức là những người cầm quyền, những đứa cầm quyền đó, nó ngồi trên mặt nhân dân, nó ve vẩy, nó vạch cu, nó lái lên trên mặt của chúng ta. Chúng ta cần phải nhìn thấy rất rõ nó là như vậy. Vì thế đã đến lúc tất cả chúng ta cần phải nhìn ra bản chất của cái gọi là an ninh mạng đó. Trong một tuần vừa qua, chúng ta cũng thấy ra sự bối rối của bọn cầm quyền, là chúng nó không còn cái giọng điệu kiêu ngạo về cái luật an ninh mạng nữa. Sở dĩ chúng nó không có sự kiêu ngạo được nữa là bởi vì quan thầy của chúng nó bị đánh dập đầu. Thứ nhất là đánh bằng kinh tế, thương mại. Cái thứ hai là đánh bằng quân sự. Và cái thứ ba đặc biệt là đánh ngay vào cái chuyện G5. Tại vì khi mà cái công nghệ 5G mà bị đánh khắp nơi trên thế giới đó, thì sức mạnh của nó sẽ rất yếu. Bởi vì nó chỉ có thể mạnh được khi tất cả các quốc gia đều áp dụng, bởi vì nó tạo thành một cái chuỗi gọi là cái chuỗi bán vệ tinh, tức là những cái trạm lơ lửng của chúng nó đó, tức là mỗi cái trong những cái phạm vi từ 17 đến 20 km nó đều sẽ có một cái trạm lơ lửng như vậy. Và nó trải dài trên khắp thế giới, kể cả ngoài biển. Vì thế mà nó trở thành hết sức là nguy hiểm. Cho nên cái sức mạnh của cái 5G đó, là những người ở Việt Nam, những thằng cầm quyền, những đứa tay sai đó, là suốt 2-3 tháng vừa qua là chúng nó hết sức là hoan hỉ, chúng nó hết sức là tự hào. Nhưng cho tới giờ này đó, qua cái chuyện mà Mỹ, Canada, Tây Âu, Đông Âu và Brazil, tức là Trung Mỹ đó, thì chúng ta nhìn thấy rằng cái công nghệ G5 của Trung Quốc nó khó mà hình thành được. Và khi mà nó không hình thành được đó, thì nó sẽ là què quặt. Cái công nghệ G5 tại Việt Nam sẽ bị què quặt theo. Vì thế mà chúng ta thấy miệng lưỡi của những thằng cầm quyền tại Việt Nam liên quan đến cái luật an ninh mạng là trong vòng 2 tuần nay, tức là trong vòng mười mấy ngày nay đó, là miệng thằng nào nó cũng méo sạch đi, tức là nó thậm chí là nó phải đưa ra cái lời than phiền, than vãn đối với Facebook và Google. Từ cái chuyện G5 như vậy, chúng ta đi trở lại cái vấn đề của chúng ta. Tôi xin phép chạy một số cái hình ảnh. Chào các anh chị em nhé. Chúng ta trở lại cái vấn đề Lộc Hưng của chúng ta. Vấn đề Lộc Hưng đang xảy ra một số những cái sự tranh cãi, những cái lập luận của tôi coi là ba phía. Những người
những người cộng sản và tay sai thì chúng ta không nói làm gì. Điều chúng ta đang rất cần phải chia sẻ với nhau đó là ngay trong cái gọi là hàng ngũ những người đang gọi là có những nỗ lực đấu tranh cho sự tự do đó, thì cũng có một số những sự bất đồng. Tôi nghĩ đó, những sự bất đồng đó nó không phải là khó hiểu, tuy nhiên nó cần chúng ta sự thận trọng. Một số anh chị em tại hải ngoại, có một số những người không phải là chống lại nhưng mà đặt một số những cái vấn đề nó căng thẳng trong cái chuyện là phải chăng là có sự bất công tại Lộc Hưng, phải chăng là nó có những sự giả dối nào đó của chính đồng bào Lộc Hưng của mình khi mà bảo rằng đất không phải đất của mình mà mình tự ý xây nhà. Tôi nghĩ chúng ta hết sức cần phải thận trọng để chúng ta nhìn đến đồng bào của chúng ta như thế. Cái vấn đề Lộc Hưng, kẻ thù đang dùng một số những người gọi là thuận, có những tiếng nói thuận mà đâu đó lại có cái sự liên quan đến chúng ta, những người gọi là tự do, những người gọi là dân chủ. Tôi lấy thí dụ là họ dùng một cái người nhà báo, một hai người nhà báo vốn dĩ là công giáo, là gốc công giáo. Những người nhà báo gốc công giáo mà lại là công giáo Nghệ An đó, viết những cái bài gọi là để bảo vệ cho sự chính danh của chế độ khi những người cầm quyền của cái địa phương đó đã có những thái độ đàn áp và khống chế hết sức bất công đối với người dân Lộc Hưng. Đó là những người có gốc gác là công giáo. Tuy nhiên á, khi một số những anh chị em liên lạc trực tiếp với những người đó thì những người đó họ lại nói rằng đó bài đó không phải là họ viết. Tờ báo chạy lên, báo đưa lên với tên của họ nhưng không phải là họ viết. Tôi nghĩ rằng điều này nó không khó để xảy ra. Những người cộng sản họ thường làm những chuyện như vậy. Họ lấy danh nghĩa của những người công giáo mà trong một cái chừng mực nào đó đang hợp tác với họ để lấy tên đặt ra trên, đặt vào những cái bài viết này. Và vì một số những cái quyền lợi nhất định, vì một số những cái sự đe dọa nhất định, những người đó họ không có dám lên tiếng để họ minh danh công khai, họ minh định công khai. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là họ dùng những người đã đi ra nước ngoài, đặc biệt gọi là dân chủ tại Mỹ. Có một cái ngòi bút trẻ đã đến Mỹ khoảng những năm 2006-2007 từ Thái Lan. Đây là một người nữ khá là sắc bén, đầu óc khá là sắc bén. Nhưng cô ấy bằng đủ mọi cách để cô đến Mỹ. Khi đến Thái Lan xin quy chế tị nạn chính trị thì cô ấy không có chứng minh được cái sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với cô ấy, không chứng minh được những lý do đích thực của cái quy chế để phù hợp với cái quy chế tị nạn chính trị, cho nên cô ấy rớt, cô ấy không có được cái quy chế đó. Thì vì cái ước muốn đi đến Hoa Kỳ có lẽ là nó cháy bỏng, hoặc là vì chính bản thân cô ấy, vì gia đình cô ấy, hoặc là có thể là sâu xa hơn nữa là chính những người chính quyền họ sắp đặt. Thì cô ấy kết hôn với một người cũng là tị nạn nhưng mà gốc, nguồn gốc không phải là người Việt Nam, là gốc Sri Lanka, rồi sanh con đẻ cái.
Thì khi mà đã có quy chế như vậy rồi, người chồng đã, tức là người cha của những đứa nhỏ đã có quy chế như vậy rồi đấy, thì đương nhiên họ được quyền ghép hộ với nhau và cô ấy đã đến Mỹ. Một cái bài mới đây của cô ấy về, tôi thử tìm lại trên Facebook này. Cái một số, tức là cái bài và những cái luận điệu của cô ấy thì quả thực nó là điều gì đó nguy hiểm. Vì thế mà buộc lòng bản thân tôi phải đưa ra một số những cái thông tin của cô ấy để chúng ta sáng tỏ thêm vấn đề. Đây là một điều vạn bất đắc dĩ đối với tôi. Vâng, thưa các anh chị em, đây là hình ảnh của người phụ nữ hiện bây giờ đang sống với quy chế tị nạn chính trị tại Hoa Kỳ cùng với người chồng gốc Sri Lanka và với hai ba đứa nhỏ. Và những cái status của cô ấy, nó quả thực là nó tàn nhẫn đối với những người đang phải chịu đựng sự bất công tại Lộc Hưng. Cho nên buộc lòng bản thân tôi phải đưa ra những cái thông tin của cá nhân của cô ấy. Một cái nhân vật thứ hai mà những người cộng sản họ đang tận dụng để nói lên những tiếng nói bảo vệ cho, gọi là cái sự chính danh của cái sự chính nghĩa của chế độ đó, là Nguyễn Xin. Cái nhân vật Nguyễn Xin tôi nhân cái sự kiện này muốn trình bày với đồng bào tại Việt Nam đó, là đặc biệt là tại vùng Sài Gòn và những vùng cận Sài Gòn, là chúng ta bị họ dẫn dắt khá nhiều vào những cái chuyện gọi là anh hùng đường phố đó, tức là hiệp sĩ đó. Đã đến lúc chúng ta rất cần phải đặt một cái câu hỏi là những thằng công an đó, nó ăn lương của chúng ta góp, vậy những thằng công an nó làm cái gì? Mà những cái chuyện gọi là đầu trộm đuôi cướp là phải để cho một cái đám gọi là hiệp sĩ, tức là tôi để trong ngoặc kép cái chữ hiệp sĩ, nó là trong khi đó, đó chúng ta hiểu rất rõ tất cả những hội đoàn, tất cả những cái hình thức hội họp mà gom góp nhau lại, những sức lực gom góp nhau lại đều bị những cái thế lực công an, thế lực cầm quyền của cộng sản nó tìm cách nó tàn phá. Vậy thì cái gọi là các cái nhóm hiệp sĩ đó, nó được ai đỡ đầu? Và phải chăng là chúng ta cần phải mang ơn những cái thằng hiệp sĩ đó? Chúng ta ngây thơ quá. Đồng bào của chúng ta ngây thơ quá. Chúng ta mang ơn những đứa tay sai của kẻ thù của chúng ta. Đã đến lúc chúng ta nhìn rất rõ, cần phải nhìn rất rõ, kẻ thù của chúng ta chính là những thằng công an. Kẻ thù của chúng ta chính là bọn cầm quyền. Và tay sai của bọn cầm quyền là ba cái đứa nó như thế này. Vì thế đó, chúng ta cần phải nhìn vào cái gọi là những cái hiện tượng của xã hội. Thí dụ như là Sài Gòn từ biết bao nhiêu năm rồi, là luôn luôn, tức là mấy chục năm trước, trước năm 75 cũng thế, luôn luôn có những gọi là những cái lực lượng gọi là băng nhóm giang hồ hoặc lực lượng giang hồ
Và những lực lượng giang hồ đó họ có cái đạo lý của họ. Trong khi đó khoảng 20 năm nay gọi là những cái người mà giang hồ đó không còn độc lập nữa, đều bị những thằng như thằng này hoặc bọn miền Bắc đem từ miền Bắc vào để khống chế những cái băng nhóm, gọi là những cái băng nhóm mang tính cách giang hồ như thế. Vì thế đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn rất rõ những cái bọn này đó là tay sai của kẻ thù. Và vì chúng nó được bơm thổi, những báo chí hoặc là công an bơm thổi vinh danh những thằng này, cho nên dân của chúng ta đó là chúng ta bị trôi nổi vào, tức là chúng ta bị ăn cứt gà. Khi mà chúng ta mang ơn những thằng này theo như sự dẫn dắt của báo chí, và từ cái mang ơn, từ cái nhìn thân thiện đó, thì những lời của chúng nó nói ra đó là chúng ta dễ dàng nghe theo. Vì thế là kẻ thù trong suốt một tuần lễ vừa qua là chúng nó dùng, thứ nhất là những người có gốc gác là công giáo mà đang làm nhà báo, để nhét vào mồm những người đó, dẫu rằng những người đó không viết, dẫu rằng những người đó không nói, nhưng chúng nó cũng lấy tên của những người đó để nó bắn lên trên những trang báo. Cái thứ hai là nó dùng gọi là mác dân chủ của những người đang đã đến Mỹ bằng cái tư cách gọi là tư cách dân chủ và đang sống tại Mỹ, sẽ nói những lời vọng về để ủng hộ cho cái việc làm của bọn cầm quyền đàn áp người dân của chúng ta. Và cái thành phần thứ ba chính là những thành phần như thằng Nguyễn Xin này. Tuy nhiên qua cái sự kiện mà những kẻ cầm quyền đã vận dụng ba cái giới, gọi là giới vừa mới trình bày đó, giới công giáo, giới có gốc gác công giáo, rồi giới cái giới gọi là mang cái mác dân chủ ở Mỹ, rồi là cái lớp thứ ba là cái lớp anh hùng đường phố, hiệp sĩ như Nguyễn Xin chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng chúng nó đã hết người rồi. Bởi vì những người thực sự có ngòi bút, có sức mạnh của ngòi bút gọi là chính thống đó, là họ, lương tâm của họ cũng đã áy náy để đưa đến cái chuyện là họ không dám viết bài dù rằng được yêu cầu. Vâng, thưa các anh chị em, trên màn hình là một cái bản đồ quy hoạch, công trình đã được vẽ ra, công trình đã dựng cái hàng rào, dựng cọc, tức là xác định rằng đây, cái vùng đất đó nó sẽ có cái công trình xây cất như thế này, xây cất như thế nọ. Sở dĩ tôi đưa cái hình ảnh này lên để cùng với các anh chị em chúng ta nhìn ra bản chất, gọi là bản chất ăn cướp của chế độ, bản chất ăn cướp của những kẻ cầm quyền. Bởi vì chúng nó tìm đủ mọi cách để nó lừa, tôi coi là lừa, đây là một cái chiến lược nó lừa để bà con của chúng ta đó có một số những cái công trình gọi là xây cất tư gia nho nhỏ. Khi chúng ta xây cất như vậy đó, thì chúng nó chờ cho chúng ta xây cất, chúng nó im lặng cho chúng ta xây cất trong 2 năm vừa qua, 3 năm vừa qua. Nó thúc hoặc là nó tìm cách này cách kia để cho chúng ta hiểu rằng à, cứ xây đi chẳng sao đâu. Tức là cái người cầm quyền thì họ cũng kính y viễn chi. Nhưng chúng ta đã bị lừa khi chúng ta xây như vậy, là nó vin vào cái chuyện đất đai này là đất đai thổ, không phải đất đai thổ cư mà là đất đai thổ canh, tức là đất đai trồng trọt. Từ đất đai trồng trọt muốn trở thành đất thổ cư, nó phải qua nhiều những cái cửa ải khác nhau. Mà ngày hôm nay các ông các bà xây cất trên những cái vùng đất thổ canh như vậy, nghĩa là các ông sai. Vì thế chúng tôi có quyền giải tỏa. Cái lý luận của chúng nó vào, tức là trước cái ngày mùng 10, nó mang cái lý luận như vậy, là đất này là đất thổ canh, nhưng có những đồng bào công giáo di cư đã tận dụng sự hớ hình,
sự lỏng lẻo của cái chuyện quản lý đất đai, cho nên đã xây cất. Và vì xây cất như vậy đó là chúng nó có quyền phá đổ những cái công trình xây cất đó, bởi vì xây cất trái phép. Tuy nhiên, tại sao đất là đất thổ canh mà vừa mới đánh tan nát đồng bào của chúng ta xong, chỉ có 2 ngày sau chúng nó dựng bảng để trở thành công trình xây cất như thế này? Nghĩa là bản chất của chế độ nó đã lòi ra. Bây giờ chúng ta đi lại từ cái chuyện Lộc Hưng. Trong vòng một tuần lễ vừa qua, rất nhiều những tài liệu của các anh chị em đã chạy lên, những hình ảnh, và có nhiều người tìm ra được những cái khế ước thành lập từ những năm 1955. Thì từ năm 1955, cái vùng đất khoảng 60.000 mét vuông đó, nguyên dạng là một cái vùng đất có được giấy ủy quyền của thời bấy giờ gọi là cái nhà thông tin, nhà bưu chính viễn thông. Họ có đặt những cái đài phát sóng, đài thu tín hiệu, thu phát tín hiệu. Và với những cái đài để thu phát tín hiệu đó, xin lỗi các anh chị em nhé. Stop, s'il vous plaît. Vous mettez là-bas. Thì những cái sự đặt hai cái trạm thu phát tín hiệu như thế đó là phải có người canh giữ, phải có người ở đó, và không thể để tự do ai cũng có thể vào để xây cất lên, chiếm đất để có thể xây cất. Vì thế mà nó đã có những cái sự thỏa nhượng là trao quyền sử dụng đất cho, tức là giữa cái nhà bưu chính lúc bấy giờ là trao quyền sử dụng đất cho giáo hội, cho giáo hội Công giáo lúc bấy giờ gọi là cái giáo xứ Tây Sơn, Sơn Tây. Thì nó kéo dài cái tình trạng sử dụng đất như vậy đó là hết sức nhân nhượng đối với nhau, bởi vì những người làm ruộng đó, thì nghĩ về những người chủ chăn của mình là với một cái tấm lòng kính trọng, và những người chủ chăn khi mà trao quyền sử dụng đất cũng hết sức là nhân nhượng, chứ không có đắt đỏ gì cả, không có lấy đắt đỏ gì cả. Vì thế mà nó từ năm 1955, từ 55 nó kéo dài đến năm 1972. Tại sao tôi rất ít người nhắc đến năm 1972 mà chỉ nhắc đến năm 1993 thôi? Đó là toàn đất nước Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1972 là có một cái sắc luật, là luật người cày có ruộng, là trên toàn cõi Việt Nam Cộng Hòa, ai, tức là người cày thì phải có ruộng. Cái miếng đất mà mình đứng trên đó, mình cày, mình cuốc, mình cày sâu cuốc bẫm, tức là mình khai thác, mình trồng trọt, thì mình đương nhiên có quyền sử dụng và có chủ quyền. Khi mình thông báo với chính quyền thì chính quyền sẽ trả cái đất của mình. Thí dụ là một sào chẳng hạn, thì người ta quy cái giá đất một sào nó là bao nhiêu và người ta trả cho chủ đất, tức là điền chủ. Trong cái trường hợp của vườn rau Lộc Hưng là bởi vì người Công giáo nhìn về những người chủ chăn của mình nó không nhìn như là một người điền chủ, cho nên vì thế mà đã không có cái chuyện mà người ta áp dụng cái luật 1972, luật người cày có ruộng, để mỗi một người đều có cái sổ khoán, đều có cái giấy chủ quyền của mình trên cái mảnh đất của mình. Vì thế mà
nó kéo dài đến năm 1993. Từ những năm 1980, vùng đất đó nó không có giá trị bao nhiêu cả, cho nên nó không gây ra những cái sự tranh, gọi là tranh lấn ồn ào. Nhưng đến giai đoạn năm 1993 thì những kẻ cầm quyền đã mang một cái ý đồ là sẽ lấy cái miếng đất này, lấy cái mảnh đất này. Mà muốn lấy được mảnh đất này thì phải làm sao buộc vào cái chủ quyền đó là của bên giáo hội. Bởi vì khi họ buộc vào chủ quyền của bên giáo hội thì từ Bắc đến Nam họ rất dễ để họ lấy những cái miếng đất của các nhà thờ. Vì thế mà nó đã xảy ra cái giai đoạn năm 1993 đó, là người dân muốn được chính thức cái sử dụng cái tức là quyền sử dụng đất, chủ quyền của mình đó. Dĩ nhiên nói đến chủ quyền là trong một cái giới hạn hẹp thôi, chứ còn đối với toàn bộ đất đai trên đất nước Việt Nam thì người dân Việt Nam không có quyền, người dân Việt Nam không có cái chủ quyền gì trên đất nước của Việt Nam cả. Bởi vì hiến pháp chúng nó của xã hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nó quy định rất rõ ràng, đất đai thuộc sở hữu nhà nước, tức là thuộc quyền sở hữu trụ là nhà nước, mà tức là sở hữu toàn dân, đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân mà nhà nước quản lý. Nhà nước là ai thưa các anh chị em? Nhà nước là chúng nó không? Cộng sản là nhà nước. Vì thế chúng ta cần phải nhìn là cái mưu đồ từ năm 1993, cái mưu đồ để cướp, mưu đồ để lấy cái đất đai của chúng ta đó, nó đất đai của Lộc Hưng là nó là một cái chiến lược để chúng nó lấy. Tuy nhiên nó lấy một cách phũ phàng, nó lấy một cách tàn bạo, không có lý do thì nó không lấy được, cho nên nó mới tìm cách để cho chính chúng ta bị trôi nổi vào cái chuyện là chúng ta tự xây nhà. Nguyên tắc thì chúng ta có quyền xây, bởi vì từ những năm 1993 chúng ta xin hoài, chúng ta xin mãi, chúng ta kêu gào mãi mà chúng nó vẫn im lặng, chúng nó không chịu cho chúng ta một cái, tức là không chịu làm những cái thủ tục hành chính để cho người dân Lộc Hưng có được cái quyền sử dụng đất, có được cái chủ quyền trên cái miếng đất của mình. Chúng ta cần phải nhìn rằng đó là một cái chiến lược từ những năm 1993 cho tới tận bây giờ chúng nó mới thực hiện được. Nó thực hiện được bằng cách là chúng nó vin vào cái lý do rằng nó là đất thổ canh mà các ông các bà đã tự ý xây nhà xây cửa, vì thế các ông các bà vi phạm vào cái gọi là cái quyền vi phạm vào cái luật gọi là luật đất đai thì chúng tôi có quyền phá. Tuy nhiên chúng nó khôn mà chúng nó không ngoan, bởi vì chúng nó tham quá. Khi những thằng cầm quyền nó cưỡng đoạt của người dân thì chúng nó đã có những sự bán buôn, đã có những sự móc nối tiền bạc với những cái nhà thầu, với những cái công ty khác rồi. Và chính những thằng công ty đó, chính những cái thằng nhà thầu đó đã vội vàng dựng bảng ngay. Chúng nó tranh giành nhau và chúng nó tranh đoạt cái gọi là quyền lợi tiên hạ thủ vi cương. Cho nên vì thế mà nó lòi cái bản chất gian trá của cái chuyện gọi là đuổi dân của Lộc Hưng đi. Thì đó là vấn đề lý. Nói về vấn đề tình ấy thì nó trầm trọng vô cùng. Bởi vì ai cũng nhìn thấy rằng Tết sắp đến rồi. Khi mà xua đuổi cả hàng 1.000 con người của cái vùng Lộc Hưng như vậy đó, họ sẽ ở đâu khi họ lâm vào cái cảnh gọi là nhà bị phá, bị đập như vậy. Cho nên chúng ta từ cái chuyện này chúng ta nhìn vào cái chuyện của năm 1968, tức là năm Mậu Thân, thì chúng ta phải buồn bã để mà nhìn rằng chúng ta ngây thơ quá.
người dân của chúng ta ngây thơ quá, cho nên cứ để cho chúng nó cầm quyền. Cái sự kiện năm 1968, cận ngày Tết và trong ngày Tết, chúng nó gây cái cuộc tương tàn với bao nhiêu tỉnh thành ở miền Nam, bao nhiêu xương máu đã đổ ra trong cái Tết Mậu Thân. Mà cho tới giờ này trong lịch sử của chúng nó hết sức là tự hào cái chuyện máu đổ linh láng của Tết Mậu Thân. Thì ngày hôm nay trong cái chuyện vườn rau Lộc Hưng đó, nó tái diễn lại cái trò đó. Dẫu rằng cái cấp độ nó nhỏ hơn, nhưng nó cho chúng ta nhìn thấy cái bản chất của cái chế độ đó. Vì thế, đã đến lúc các anh chị em tại hải ngoại, chúng ta ở xa, khi mà nhìn về đất nước, đặc biệt nhìn vào vấn đề Lộc Hưng, chúng ta hết sức thận trọng. Đừng rơi vào cái tình trạng là chúng ta chắp cánh cho cọp. Chúng ta cần phải nhìn thấy rất rõ ràng cái chuyện của Lộc Hưng là không thể chấp nhận được. Và cũng có những người là đi vào cái chuyện là thụ động, tức là chỉ có cầu nguyện thôi. Dĩ nhiên cầu nguyện nó là điều hay, nhưng nếu chúng ta chỉ có ngồi một chỗ, chỉ có quỳ một chỗ để cầu nguyện không, thì đất đai của chúng ta sẽ không lấy lại được. Chúng ta phải hành động, chúng phải tìm cách này cách kia chúng ta hành động. Chúng ta cũng không thể chờ người khác hành động. Ngay như vấn đề tôn giáo cũng vậy, có những cái dư luận thổi lên rằng ông linh mục này, tại sao ông linh mục này lên tiếng, tại sao ông linh mục kia không lên tiếng. Chúng ta đã đến lúc những người công giáo Việt Nam, chúng ta cần nhìn ra cái giá trị rất rõ của cái đức vâng lời của người công giáo Việt Nam. Người công giáo Việt Nam có một cái đức vâng lời hết sức tuyệt vời. Nhưng cái đức vâng lời đó nó đã bị khai thác, nó đã bị hướng dẫn, nó bị lèo lại. Bây giờ chúng ta nói cái chuyện như thế này. Chúng ta đặt một cái câu hỏi rằng một sứ đạo có 5.000 người, nếu muốn một cái sứ đạo đó xuống đường thì chúng ta làm gì? Chúng ta đi đến từng nhà, chúng ta mời gọi, hay là chúng ta chỉ cần nói chuyện với ông linh mục? Và nếu ông linh mục xuống đường thì tất nhiên 5.000 người đó sẽ xuống đường ngay. Đó là ông linh mục. Bây giờ chúng ta nói đến ông giám mục. Giám mục, tôi lấy ví dụ giám mục địa phận Xuân Lộc, để có được 200.000 tín hữu công giáo xuống đường, ông giám mục bước chân xuống đường thì lập tức 200.000 người công giáo xuống đường. Chúng ta nhìn thấy rất rõ điều đó. Và xin được hỏi là kẻ thù nó có nhìn thấy điều đó hay không? Kẻ thù cộng sản nó có nhìn thấy điều đó hay không? Chắc chắn chúng nó nhìn thấy. Và chắc chắn chúng nó có cái phương cách để chúng nó hóa giải. Hóa giải bằng cách nào? Làm sao để lèo lái được các ông linh mục? Làm sao để gọi là điều hướng được các vị giám mục? Câu hỏi này nó là một cái câu hỏi đi vào trong những lĩnh vực hết sức tế nhị. Cái đức vâng lời và một cái thói quen gọi là nhìn vào 7 chức thánh của các vị linh mục, nó làm cho những người giáo dân Việt Nam khớp mỏ lại. Tức là đụng đến ai thì đụng, nói gì thì nói. Nói đến ông linh mục là tao đập bó mẹ mày. Đụng đến ông cha là tao thụi chết mẹ mày. Nhất nữa là đụng đến giám mục là tao dám đốt nhà mày luôn. Đây là cái sự hết sức tai hại. Chúng ta từ cái thần đạo, thiên đạo, thần đạo, chúng ta bị trôi nổi vào trong cái thế quyền. Thế quyền ma quỷ nó sẵn sàng làm cách nào đó để lèo lái được một ông linh mục. Và lèo lái được ông linh mục một cách hay nhất là cách gì? Đây nó có cả một cái kế hoạch rộng lớn của chúng nó. Kế hoạch này nó có từ tiệp. Và nó được bành trướng ở Việt Nam khoảng những năm 1967-68, kéo dài đến sau này, đặc biệt là những năm 1980-1990. Đó là thứ nhất, làm sao để cái hàng ngũ linh mục già đó sẽ rất khó khăn để tiếp cận với cộng đoàn. Và phải làm thế nào đó để có được thật nhiều các vị linh mục trẻ.
và các vị linh mục trẻ đó phải đi qua một cái quyết định của nhà cầm quyền thì mới được thụ phong linh mục. Tức là bên phía nhà cầm quyền nó có chấp nhận cho vị linh mục đó được thụ phong hay không thì giáo hội mới có cái quyền để mà sức dầu phong thánh cho cái vị linh mục đó. Điều này bọn cộng sản ở Việt Nam nó khôn hơn bọn cộng sản tộc. Khi một vị linh mục nhận chức linh mục thì cả một gia đình của vị linh mục đó được rất nhiều những cái đặc quyền đặc lợi. Không phải là chỉ có đặc quyền đặc lợi của đồng bào công giáo mà đặc quyền đặc lợi của cả chế độ. Một điều thứ hai nó tế nhị hơn rất nhiều, nó nguy hiểm hơn rất nhiều, đó là sinh tử phù. Thế nào là sinh tử phù các chị em? Nó là đặc tình. Có những vị linh mục phải làm việc cho chế độ một cách hết sức tích cực. Họ không phải là họ muốn làm việc với chế độ cộng sản, nhưng họ bị bắt phải làm việc với chế độ cộng sản. Bởi chế độ cộng sản nắm được những cái tẩy của họ, những cái thóp của họ. Những cái tẩy, những cái thóp là gì thưa các anh chị em? ADN của những đứa con của các vị linh mục. Khi tôi nói đến đây, không vui vẻ gì. Khi tôi nói đến đây là tôi đã vi phạm vào một số những cái lời hứa của tôi đối với một vị giám mục đáng kính, một vị hồng y đáng kính, cực kỳ đáng kính, nhất nữa là đối với những người tù của chúng tôi, những người tù công giáo của chúng tôi. Chính hình ảnh của vị hồng y đó đã đưa chúng tôi vượt qua được những cái sự thử thách khốn nạn cực kỳ cực ở trong nhà tù. Làm cho một vị linh mục có con không khó đối với chế độ cộng sản. Những vị linh mục không muốn mình có con, nhưng mình lại có con. Những vị linh mục phải hoặc bị hoặc là dễ dãi để tiếp cận với những người nữ. Hầu hết các giáo xứ đều có những người nữ đến để lo lắng cơm nước cho các vị linh mục. Và chỉ cần một vài viên thuốc kích dục thôi, các vị linh mục sẽ trở thành trong một cái giờ nào đó không còn biết mình là linh mục nữa. Là một người bình thường với xác thịt bình thường. Và đó là những lúc những đứa con bất đắc dĩ, những đứa con không mong đợi ra đời. Và những đứa con đó lập tức có những hồ sơ ADN. Nhà cầm quyền cộng sản dùng những hồ sơ ADN đó để lèo lái các vị linh mục, để vô hiệu hóa, để khống chế các sứ đạo, để khống chế các địa phận. Bởi vì cả một cái lực lượng công giáo, cả hàng triệu con người, chúng nó hết sức sợ khi cả hàng triệu con người đó cùng hành động. Vậy bây giờ làm thế nào để rút được cái ngòi nổ đó ra, để rút được cái chất xúc tác cho cả hàng triệu con người đó xuống đường? Cái cách của chúng nó là vô hiệu hóa các vị giám mục, vô hiệu hóa các vị linh mục. Khi mà mình có cái hồ sơ ADN rồi, không phải là họ chỉ có đặt vấn đề đối với người linh mục nữa không, mà cái hồ sơ ADN đó được gửi cho Vatican, hồ sơ ADN đó được gửi cho Tòa Tổng Giám mục Việt Nam, và nó thành một cái sinh tử phù cho Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cho nên những người công giáo Việt Nam ngày hôm nay, đặc biệt là công giáo Việt Nam tại Việt Nam, chúng ta rất cần tỉnh táo để chúng ta nhận ra cái vai trò trong một cái chừng mực nhất định. Chúng ta phải đi một mình trên cái hành trình vác thánh giá theo chân Chúa Giêsu. Tạm thời trong một cái giai đoạn nào đó, trong một cái chừng mực nào đó, chúng ta phải quên đi vị linh mục của mình. Khi trên cái hành trình gian khổ, bất công đầy đằng trước mặt, người dân muốn hành động, những người công giáo muốn hành động, thì các vị linh mục chững lại và thậm chí hô hào người dân đừng tiến tới nữa.
thì chúng ta đã đến lúc cần phải quên các vị linh mục đó đi, thậm chí là giám mục. Xin chào các anh chị ạ.